Good morning. Hello các bạn. Hello, xin chào. Xin chào các bạn. Ok, như vậy là chúng ta đã đi đến ngày hôm nay là ngày thứ 19. Đúng không? Ngày thứ 20 và bài vừa thực hành phương pháp của ngày thứ 19 của hành trình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình thực hành pháp màu của chúng ta ngày hôm nay và ai trong số các bạn ở đây đang cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng ạ à? rất là tràn đầy năng lượng <cười> ok <cười> rất là tuyệt vời và có ai có ai trong số các bạn là uh, hành trình này ạ hành trình này là hành trình mà đã từ rất lâu rồi thì bạn không dậy sớm được giống như như cái đợt này và đây là cái, cái hành trình mà đã giúp cho bạn đi được lên một mạch mà à, dậy rất là sớm vào các buổi sáng như thế này ạ. <laughs> có ai à, là người lâu lắm rồi mới mới có một à, một kỳ dậy sớm đều đặn thường xuyên như thế không ạ OK rất là tuyệt vời và nếu à, nếu vậy thì cả nhà chúng ta sẽ hãy làm sao ạ? hãy hãy comment hãy gửi những cái lời chúc mừng đến cho những người bạn của chúng ta mà đã những người mà đã vượt qua được cái trở ngại để chúng ta có thể dậy sớm vào buổi sáng ít nhất là có mặt từ lúc năm giờ ba để tham gia chương trình của chúng ta <laughs> rất là tuyệt vời đúng không? Và Albert Einstein ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học một cái câu nói rất là tuyệt vời của Albert Einstein à, tuy nhiên là à, câu nói này thì không phải câu nói ở trong chương trình mà tôi sẽ, à, tôi tôi mượn ở đây đó là gì? là Einstein thì nó một câu đó là gì? là bạn sẽ không thể nào có được uh, những cái kết quả mới nếu như bạn vẫn cứ làm theo cái cách cũ đúng không ạ và <laughs> uh, và và khi mà chúng ta đã thay đổi cái thói quen của mình thay đổi cái nếp sống của mình thay đổi những cái việc hàng ngày mà chúng ta uh, chúng ta sống ấy, đúng không những cái việc hàng ngày mà chúng ta vẫn làm thì mọi thứ bắt đầu dịch chuyển mọi thứ bắt đầu thay đổi và Ai trong số các bạn ở đây um, đã cảm nhận thấy rằng là gì ạ? Là cái cuộc sống xung quanh của chúng ta đang từ 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 thay đổi, đúng không ạ? các bạn đã có cảm nhận thấy được cái điều đó chưa <laughs> Thế giới thế giới xung quanh chúng ta đang đang thay đổi đang thay đổi. Ok. <laughs> Rất tuyệt vời và tuyệt vời hơn nữa đó là gì Là nó thay đổi bằng cái bởi cái sự chủ động của chúng ta do chúng ta tạo ra cái sự thay đổi đó chứ không phải là gì ạ? là do những nhân tố từ bên ngoài tác động đến có nghĩa là chúng ta có có khả năng chủ động tạo ra sự thay đổi của mình ok và các bạn hãy comment các bạn hãy comment là gì ạ tôi có khả năng chủ động tạo ra sự thay đổi cuộc sống của mình <laughs> đó các bạn hãy comment là gì ạ? là tôi có khả năng chủ động tạo ra sự thay đổi của mình và, và sau đó thì các bạn đừng quên là gì là đi qua nhà hàng xóm gọi mọi người dậy để cùng thực hành vào buổi buổi sớm <laughs> ok rất là tuyệt vời rất là tuyệt vời ơn các bạn thì ngày hôm qua thì chúng ta đã được cùng nhau học bài học về danh sách nhiệm màu đúng không ạ danh sách nhiệm màu thế thì à Ờ, chúng ta sẽ có vài phút để review lại những cái nội dung vào ngày hôm qua thì các bạn có thể uh, comment bài học ấn tượng nhất mà bài học giá trị nhất mà bạn rút ra được sau bài học của hôm qua không ạ? Bài uh, danh sách nhiệm mẫu, <laughs> điều gì mà bạn rút ra được, bài học nào bạn đã rút ra được sau bài học của hôm qua <laughs> Hôm trước thì chúng ta đã nhìn thấy được những con số rất là tuyệt vời ở uh, thông qua tấm xét nhiệm màu của các bạn đúng không? Uh, cái tấm xét nghiệm màu thế còn là bài ngày hôm qua uh, danh sách nhiệm màu thì uh, các bạn có thể comment cái điều giá trị nhất, điều tuyệt vời nhất mà bạn đã bạn đã học được từ bài học ngày hôm qua. <laughs> OK rất rất là tuyệt vời, tôi có khả năng chủ động để tạo ra sự thay đổi ở trong cuộc sống của mình đúng không? À, bạn Quỳnh Trang thì sao? không còn bị áp lực mệt mỏi khi bắt đầu một công việc gì nữa đúng không? rất là tuyệt vời mình mình bắt đầu một công việc gì đó là mình bắt đầu cảm thấy biết ơn với việc đó và khi mà đã mình đã biết ơn thì mình cảm thấy rất là vui vẻ phải không ạ? À, bạn đã thấy được điều mà bạn tập trung là gì các bạn <laughs> rất là tuyệt vời à, bạn Nguyễn Thị Vân thì biết được là diện mình cần tập trung vào điều gì à, và bạn Thảo Thảo Hải thì à, nói là sống thì cần có mục tiêu cụ thể rõ ràng này rất là tuyệt vời phải biết công việc hiện tại biết ơn kết quả và giải pháp mà mình có được rất là tuyệt mình luôn luôn biết ơn cái mà mình đang có à, cần lên kế hoạch đúng không ạ? bạn nào thì mộc thu à, lên kế hoạch mà không trì hoãn đúng không ạ? <laughs> rất tuyệt. <laughs> cái tính trì hoãn là một cái tính mà nó kéo chúng ta lại kéo chúng ta lại nhưng mà khi mà chúng ta vượt qua được nó đó thì nó pung một phát, nó pung một phát và đến lúc đó thì nó gọi là tha hồ mà bung lụa rất là tuyệt vời các bạn. <laughs> cảm ơn với những điều đã có ở trong quá khứ và tập trung vào cái cái mà mình muốn, Đấy, rồi uh, người đi thông điệp tích cực thì sẽ sẽ gặp được cái điều tích cực nó lên danh sách những cái điều mà mình sẽ tập trung những cái công việc mà mình tập trung vào, trân trọng và ngưỡng mộ tất cả mọi thứ đến với cuộc sống của mình uh, và bạn lại võ thì không còn phải lo lắng stress khi có một cái vấn đề gì đó nữa, rất là tuyệt. <laughs> À, có bạn từ sáng nay đi bộ thiền hành thì uh, nhận được 3 tờ một đô, tờ là kỳ diệu. <laughs> OK, bạn Nguyên, bạn thì không còn những cái suy nghĩ tiêu cực nữa. <laughs> có một cái điều rất là uh, quan trọng ở đây nữa là gì? Là bên cạnh cái việc của chúng ta không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, thì chúng ta hãy làm thế nào đó để thiết lập được cái suy nghĩ tích cực và tập trung vào suy nghĩ tích cực. <laughs> đó, bạn Hiền Organic thì thấy là mình đã giàu có hơn mình giàu có hơn rất là nhiều người vâng chính xác khi các bạn nhìn ra thì các bạn sẽ nhìn ra thế giới xung quanh và đặc biệt nữa là các bạn đi nhiều hơn thì các bạn sẽ thấy cuộc sống của bản thân mình thật là may mắn thật là may mắn thật là uh, là tốt lành hơn rất là nhiều cuộc sống của nhiều người ở ngoài kia đúng không rồi vì vậy cho nên mình hãy trân trọng về những gì mà mình đang có <laughs> mọi điều chúng ta mong muốn vũ trụ luôn có giải pháp và nguồn lực để hỗ trợ mình đó, trong cuộc đời thì không có gì là nghiêm trọng cả <laughs> à, biết ơn từ những cái việc mà mình đã làm trước đây và biết ơn tất cả và cảm ơn cái mục tiêu hiện tại đó bạn huyền lã thì có thể tạo ra và thấy được tương lai của chính mình rất tốt đó, có thể tạo ra và thấy được tương lai và bạn kim cúc thì biết những con người những phương tiện những nguồn lực đã giúp cho uh, mình hoàn thành được những công việc cần làm và khi nói đến cái môi những cái gì mà mà chúng ta đang có hiện tại thì uh, các bạn sẽ thấy là để có được cái môi trường như thế này thì đã rất là nhiều uh, người đã hy sinh rất là nhiều người đã chiến đấu rất là nhiều người đã dành gọi là sương máu của họ để bảo vệ cho cái 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 sự bình an cái sự gọi là là một cái môi trường yên bình ổn định mà chúng ta đang có bây giờ cũng cần phải biết ơn rất là nhiều những người anh hùng những người mà đã hy sinh tính mạng của họ đó rất là tuyệt rất là nhiều bài bài học đó tìm ra được danh sách những việc quan trọng để tập trung này à, thấy cuộc sống tuyệt vời hơn Nhiều tập bạn tập trung điều gì thì vũ trụ sẽ đem đến cho chúng ta điều đó ok wow <laughs> rất rất là nhiều và À, và các bạn đã sẵn sàng cho bài học tuyệt vời ngày hôm nay chưa các bạn đã sẵn sàng chưa vâng ai ai đã sẵn sàng ai đã sẵn sàng cho bài học ngày hôm nay rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước sang phương pháp nhiệm màu số 19 đấy là bước chân bước chân nhiệm màu bước chân nhiệm màu thì Albert Einstein lại quay trở lại là chúng ta sẽ có một câu một câu nói rất là tuyệt vời của Albert Einstein. và Các bạn à, biết rằng Albert Einstein là một nhà khoa học lỗi lạc đúng không ạ? Là một nhà nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ à, thế kỷ thứ 20. Thì thì ông có nói một câu đó là gì? Là ông nói một câu đó là gì? Là, là hàng trăm lần mỗi ngày tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên trong và bên ngoài của mình phụ thuộc vào thành quả lao động của người khác những người còn sống lẫn những người đã khuất và vì thế tôi phải nỗ lực hết mình để mang lại giá trị tương đương với những điều tôi đã và đang nhận được và đây là một điều tuyệt vời các bạn ạ một điều vô cùng giá trị à, để tôi đọc lại nhé tôi đọc lại là gì <laughs> là hàng trăm lần mỗi ngày tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên trong và bên ngoài của mình phụ thuộc vào thành quả lao động của những người khác những người còn sống và những người đã khuất vì thế tôi phải nỗ lực hết mình để mang lại giá trị tương đương với những điều tôi đã và đang nhận được và đây là gì ạ là với câu nói này thì Albert Einstein thì đã mang đến cho chúng ta một cái món quà có giá trị tương đương với các công trình khoa học của mình và ông ấy tiết, đã tiết lộ một cái bí mật có thể nói là gì bí mật nhiệm màu nhất dẫn đến thành công và đó là việc chúng ta duy trì cái cái lòng biết ơn chúng ta mỗi ngày có rất là nhiều người luôn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao lại có những người họ là thiên tài đúng không tại sao có rất là nhiều người họ có thể tạo ra được những cái điều kỳ diệu đến như vậy những cái điều vĩ đại đến như vậy những cái điều có thể nói rằng là gì là Uh, là phi thường Phi thường phải không ạ Và rất là nhiều người muốn đạt được cái điều đó Nhưng mà người ta lại không nhìn vào cái gốc rễ Là Họ là như thế nào Và hàng ngày họ đã làm gì Có phải là họ sinh ra Họ đã vĩ đại như thế hay không Có phải là khi vừa mới sinh ra Họ đã có cái năng lực phi thường như vậy hay không Theo các bạn thì sao ạ Theo các bạn thì Có phải là khi họ vừa mới sinh ra Thì thì họ đã có được cái tài năng thiên bẩm như vậy không ạ à? thực tế thì sao ạ thì à, đúng là như vậy các bạn đúng là như vậy đúng là khi mà họ sinh ra thì họ đó có được cái tài năng thiên bẩm đó và nó là một cái điều rất là đặc biệt đấy là gì khi bạn sinh ra bạn cũng có được cái tài năng thiên bẩm đó <laughs> tất cả là chúng ta đều làm sao đều có sẵn cái tài năng thiên bẩm đó lý do là bởi vì sao bởi vì chúng ta đều có cái chúng ta đều có não bộ, chúng ta đều có cái cơ thể này, chúng ta đều có tay chân, đúng không? chúng ta đều có đầy đủ các cái cơ quan chức năng. tất cả những cái điều đó là chúng ta đã được trang bị khi mà chúng ta vừa mới sinh ra rồi, đã là một uh, một con người khi vừa được sinh ra thì các bạn hiểu rằng là gì? chúng ta là điều kỳ diệu của tạo hóa. các bạn hãy comment, các bạn hãy gõ đây là gì? là tôi là điều kỳ diệu của tạo hóa. Và tại sao, tại sao chúng ta nói rằng là là tại sao tôi có, nói, có thể nói là chúng ta là điều kỳ diệu của tạo hóa. Tại sao mình mình phải thấy rằng đây là một cái điều kỳ diệu, mình phải thấy rằng đây là điều kỳ diệu. Lý do là bởi vì nếu như các bạn có thể nhìn ra xung quanh mình, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là thực sự là một cái điều may mắn và và là một cái điều phước lành rất là lớn khi mà tôi và bạn được tồn tại được tồn tại được hiện diện dưới hình hài một con người dưới hình hài một con người vì sao Bởi vì nếu như xét về gọi là dạng là sinh học ấy, ở góc độ là sinh học thì các bạn sẽ thấy rằng là cấu trúc của cái cơ thể con người ấy, là một cái cấu trúc tối ưu rất là siêu Việt và nó hoàn hảo hơn rất là nhiều những cấu trúc uh, của những thực thể các cái dạng cấu trúc tồn tại khác ví dụ như các bạn có thể so sánh mình với con heo các bạn có thể so sánh mình với con hổ các bạn có thể so sánh mình uh, với con chim các bạn có thể so sánh mình với con gà con chó hay con bò hay là so sánh mình với cỏ cây hoa lá hay là so sánh mình với uh, các cái loài động vật khác dù là những cái loài uh, mạnh mẽ như là sư tử hay là hổ hay báo hay là những cái loài khổng lồ như là voi hay là gì hay là uh, cá mập hay là cá voi các bạn có thể so sánh loài người với bất cứ một cái loài nào khác và các bạn có thể thấy rằng là gì là với bất cứ một cái cấu trúc tồn tại nào của tự nhiên ở xung quanh chúng ta thì con người chúng ta vẫn có thể tạo ra được một cái điều gì đó kỳ diệu hơn vượt trội hơn đúng ạ ở tất cả các khía cạnh Ví dụ như <laughs> uh, có một cái bộ phim ấy Uh, có một cái bộ phim thì nó làm một cái hình ảnh uh, cái 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 gọi là cái cover của cái bộ phim đấy là gì là bộ phim đấy có tên là Mega London là là nói về cá mập uh, khổng lồ uh, một con cá mập siêu uh, siêu khổng lồ thì uh, trên cái hình uh, gọi là cái bìa poster quảng cáo cho cái 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 bộ phim đấy uh, thì có hình một cái con cá mập cực kỳ to và cái con cá mập đấy đang làm sao đâm bơi đuổi theo một con người vô cùng nhỏ bé ở uh, và chuẩn bị ngoạm cái con người này thế thì theo các bạn ấy thấy cái tình huống đó có nguy hiểm không ạ Đúng không? hình ảnh con cá mập rất là to khổng lồ và sau đó đang bơi và đuổi theo một con người một cái cái người làm sao là bé xíu và con cá mập làm đang, đang há cái miệng to đùng của nó và chuẩn bị ngoạm với con người này thế bạn thấy cái tình huống đó có nguy kịch có nguy hiểm không Ai trong số các bạn ở đây thấy rằng đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm ạ. <laughs> và rất là rất là nguy hiểm đúng không? À, ngàn cân treo sợi tóc là diện là, là là tính mạng đang vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. À, cái tình huống đó à, là rất nguy hiểm đúng không ạ? Nhưng câu hỏi đặt ra là gì? Nguy hiểm đối với đối tượng nào? đối với đối tượng nào các bạn theo các bạn thì uh, uh, nguy hiểm đối với đối tượng nào <laughs> câu hỏi câu hỏi quan trọng câu hỏi quan trọng <laughs> đúng không? đó là một tình huống vô cùng nguy hiểm rồi đương nhiên nhưng mà nhưng mà nguy hiểm đối với đối tượng nào <laughs> theo các bạn thì sao ạ nguy hiểm đối với con người hay là nguy hiểm đối với con cá mập nó đúng không nguy hiểm với con người hay là với con cá mập ạ? Đúng rồi, có rất nhiều người rất là nhiều người thì sẽ bảo là gì ạ? chơi nguy hiểm quá con cá mập nó nó sắp ăn nó sắp ăn nó sắp ăn nó sắp nuốt chửng nuốt chửng cái con người nhỏ bé đấy rồi con cá mập sắp sắp nuốt chửng con người nhỏ bé đấy rồi nhưng mà bất cứ ai xem phim ấy thì cũng đều biết kết cục đó là gì ạ? là con cá con cá cá mập đấy không thể nào tồn tại được phải không ạ? <laughs> kết cục luôn luôn là gì? Ạ? là con người sẽ chiến thắng con cá mập đấy. Đó, kết cục của tất cả các bộ phim và đến ngày nay thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ là 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 dù con cá mập là cá mập nó có to như thế nào nó có nguy hiểm ở trong đại dương như thế nào nó có thể là bá chủ ở trong đại dương nhưng mà nó cũng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng lý do là bởi vì sao ạ bởi vì con người dù rất là nhỏ bé nhưng lại có một cái khả năng vô cùng vô cùng tuyệt vời đó là gì ạ? là có thể suy nghĩ và có thể sử dụng các nguồn lực và có thể làm sao tạo ra những thứ mà lớn hơn tất cả những cái nguồn lực khác đó vì vậy cho nên là gì các bạn hãy thấy rằng là gì là là con người này không bình thường một tí nào đâu các bạn hãy cầm là gì là tôi không bình thường một tí nào đâu tôi không nhỏ bé đâu tôi không tôi không đơn giản đâu ok mà bạn đây dùng là gì là vì sao bởi vì á con người nguy hiểm hơn con cá mập rất là nhiều vì sao bởi vì loài người chúng ta có được cái cấu trúc rất đặc biệt, chúng ta ở trạng thái tồn tại tối ưu của tự nhiên. Và khi mà chúng ta sinh ra thì điều tuyệt vời là chúng ta có đầy đủ tất cả các cái tiềm năng. Đó. Chúng ta có đầy đủ tất cả các tiềm năng để có thể tạo nên điều vĩ đại. Tuy nhiên thế thì tại sao tại sao mà chúng ta lại phải hiểu cái câu nói của Albert Einstein ở đây đó là gì ạ tôi nhắc lại cái câu nói của Albert Einstein đó là gì hàng trăm lần mỗi ngày tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên trong và bên ngoài của tôi phụ thuộc vào thành quả lao động của những người khác những người còn sống lẫn những người đã khuất và vì thế tôi phải nỗ lực hết mình để mang lại giá trị tương đương với những điều mà tôi đã và đang nhận được điều này có nghĩa rằng là gì ạ? chúng ta có được tất cả những nguồn lực đó. Nhưng mà nhưng nếu như mà chúng ta không có lòng biết ơn. Đúng không ạ? Bên trong chúng ta, bên ngoài chúng ta, những cái nguồn lực ở bên trong chúng ta, những cái nguồn lực ở bên ngoài chúng ta nó là điều vô cùng vĩ đại và Albert Einstein đã nhìn thấy được, được cái nguồn lực rất lớn đó, những nguồn lực khổng lồ đó. Nhưng mà có một cái điều đó là gì? bạn không thể sử dụng được cái nguồn lực đó nếu bạn không có lòng biết ơn và đây là sự khác biệt những người thành công những con người vĩ đại họ sử dụng được các nguồn lực này và họ tạo ra những điều kỳ diệu họ tạo ra những điều vĩ đại ở trong cuộc sống của chúng ta lý do là bởi vì họ có lòng biết ơn và vì họ có lòng biết ơn cho nên họ có thể chạm được vào những cái tiềm năng vốn đã được trang bị sẵn có cho chúng ta rồi nhưng những người không có lòng biết ơn thì người ta mãi không chạm được với điều đó. Cho nên tôi có thể tôi mới nói là gì ạ? là khi mà chúng ta sinh ra chúng ta đã có tất cả những điều đó rồi. Nhưng có người lại có lòng biết ơn và có người lại không có lòng biết ơn. Và người nào đây là sự khác biệt? người nào có lòng biết ơn thì sẽ được ban cho, còn người nào không có lòng biết ơn thì sẽ không có được ban cho. Điều đấy có nghĩa là gì? Ạ? là chỉ đơn giản là bởi vì có lòng biết ơn thì tất cả những nguồn lực đó tất cả những cái tài năng tất cả những cái được gọi là thiên tài những cái điều vĩ đại những cái năng lực phi thường sẽ được làm sao? Sẽ được đánh thức ở bên trong con người của chúng ta nó vốn sẵn có rồi các bạn. Nó vốn sẵn có rồi bởi vì sao? Bởi vì bằng bằng cái bằng chứng là gì? Chúng ta đang ở đây dưới hình hài một con người các bạn ạ. Các bạn nắm được cái chìa khóa ở đây không? Ạ? chúng ta đang ở đây dưới hình hài một con người và đã là hình hài một con người thì chúng ta đã là một cái cơ chế một cái điểm tụ những cái điều tối ưu những cái điều siêu việt của tự nhiên phải mất đến hàng triệu năm hàng triệu năm hàng triệu năm thì thế giới hay là vũ trụ mới nhào nặn ra được cái hình hài như thế này của chúng ta nó là nơi hội tụ năng lượng đó là một cái nơi hội tụ những cái cơ chế để chúng ta có thể tạo ra được những điều có thể nói là, là kỳ diệu rất là khó để tạo ra một con chim có thể bay đúng không ạ rất là khó và rất là lâu để làm sao để tiến trình của tự nhiên tạo ra được cái con chim cái cấu trúc cái sinh vật ấy là như cấu trúc của con chim để có thể bay tạo ra được cái cấu trúc của con báo để có thể chạy rất nhanh <laughs> tạo ra được cái cấu trúc của con cá mập để có thể chạy như các bạn có thể thấy chỉ trong 100 năm thôi chỉ trong 100 năm thôi các bạn để để tạo ra được hình hài là một con chim thì tự nhiên mất là gì là hàng trăm nghìn năm để tạo ra được hình hài con cá mập như vậy thì tự nhiên mất hàng trăm nghìn năm hàng, hàng triệu năm tiến hóa đúng không ạ để tạo ra được hình hài của con báo như thế cái cấu trúc của con báo chạy nhanh như thế thì tự nhiên phải mất hàng triệu năm để tiến hóa nhưng để tạo ra được cái cấu trúc của cái máy bay đúng không ạ cái cấu trúc của máy bay thế giới này trong loài người thì làm sao chỉ có tầm khoảng trong 100 năm chúng ta đã nhìn thấy được là gì là là không biết bao nhiêu cái máy bay bay mầm 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 quần thảo trên trời trên khắp mọi nơi trên thế giới xung quanh trái đất này và không những thế chúng ta còn bay ra được khỏi 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 cái tầm ảnh hưởng của trái đất để làm sao để đi vào trong vũ trụ đúng không các bạn thấy rằng là gì không có con chim nào có thể bay được giống như thế nhưng con người có thể bay được như thế và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ là phải qua hàng triệu năm thì Uh, con cá mập hay con cá voi một cái thực thể lớn như thế mới có thể lặn sâu ở dưới lòng ở dưới đoạn lòng đại dương nhưng mà làm sao cũng chỉ 100 năm thôi thì sao thì không biết bao nhiêu tàu ngầm to hơn nhiều so với con cá voi đúng không ạ bơi được lâu hơn mạnh hơn nhanh hơn cái tốc độ của con cá voi con cá mập ở dưới đại dương đúng không ạ chúng ta có thể tạo ra tàu thuyền rất là nhiều đi lại tấp nập ở trên đầy, ở trên đại dương và chúng ta có thể tạo ra ô tô, chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều những phương tiện có thể chạy nhanh hơn tốc độ của con báo và các bạn thấy rằng là gì? là thông qua hình hài một con người thì chúng ta là chúng ta là nơi làm sao là tỏa ra được, bộc lộ ra được những cái điều có thể nói là gì? là tiềm năng vô hạn của tự nhiên này. vì sao? bởi vì cơ chế là gì? là cơ thể con người chúng ta có được cái điều đó. nhưng tất cả những năng lực đó nó không xuất hiện nó không được bộc lộ ra nó không được đánh thức nếu như một người nào đó thiếu đi lòng biết ơn về những cái điều mà mình đang có chính vì vậy cho nên là gì là câu nói của Albert Einstein bởi vì sao bởi vì Albert Einstein là một thiên nhà một nhà khoa học là một thiên tài là một con người lỗi lạc đúng không và tất cả những câu nói của Albert Einstein thì cần phải cần phải làm sao cần phải chú ý cần phải được nghiên cứu cần phải được nghiền ngẫm cần phải được làm sao cảm nhận và hiểu thấu đáo và vì vậy nên là Albert Einstein đã nói một câu đó là gì? là chúng ta hãy chúng ta hãy thấy là gì? là hàng trăm lần mỗi ngày tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên trong và bên ngoài của mình phụ thuộc vào thành quả lao động của những người khác và cả những người còn sống lẫn những người đã khuất và vì thế tôi phải nỗ lực hết mình để mang lại giá trị tương đương với những điều tôi đã và đang nhận được và Albert Einstein sống mỗi ngày với lòng biết ơn trong tâm niệm của Einstein trong tâm trí của Einstein luôn luôn khởi sinh lòng biết ơn liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục khởi sinh lòng biết ơn và chính từ cái việc liên tục khởi sinh lòng biết ơn như thế cho so nên vũ trụ đã làm sao vũ trụ đã rất là ưu ái vũ trụ đã đánh thức và vũ trụ đã cho phép Einstein sử dụng được cái gì sử dụng được trí tuệ của vũ trụ và ở đây có hai cái một là trí tuệ của cá nhân chúng ta và cái thứ hai là diện là trí tuệ trí tuệ của vũ trụ thì thì khi đó đó thì chúng ta thấy rằng là cái sự khác biệt rất là nhiều người không chú ý về cái điều này mà mọi người làm sao cho rằng mọi thứ là hiển nhiên và mọi người không có lòng biết ơn ở trong cuộc sống của họ không có lòng biết ơn ở trong nhận thức của họ và vì vậy cho nên họ bị mắc cạn đúng không tôi gọi là gì là họ bị mắc cạn ở đó họ không nhúc nhích được họ không chạm được vào bất cứ một cái tiềm năng nào nhưng như Albert Einstein và rất là nhiều những người thành công khác ở trong mỗi phút mỗi giây trong mỗi một cái khoảnh khắc trôi qua thì họ đều luôn luôn cảm nhận được cái lòng biết ơn họ luôn luôn thể hiện lòng biết ơn và họ luôn luôn biết ơn với cái điều mà họ đang có chính vì vậy cho nên là vũ trụ mở ra tất cả những tiềm năng đối với họ và họ trở thành con người phi thường đúng không ạ họ chỉ chúng ta chỉ khác nhau ở cái điểm là gì ạ là một người có điều vĩ đại nhưng điều vĩ đại đó đang bị nằm trong kho và bị khóa khóa lại còn một người có điều vĩ đại tương ứng có điều vĩ đại đấy và đã được mở cánh cửa và đưa ra bên ngoài tôi và bạn tất cả chúng ta uh, tất cả những con người tồn tại trên thế giới này đều có chung một cái khả năng như thế nhưng mà cánh cửa ở đây là gì khi chúng ta có cái lòng biết ơn thì chúng ta đã có cái chìa khóa để mở ra cái tiềm năng vô hạn của mình nhưng nếu như một người nào đó không có lòng biết ơn thì người đó không thể chạm được vào cái kho tàng gọi là gì ạ là kho tàng vô cùng quý giá và vẫn còn bị làm sao đang bị phong tỏa ở đó ok và bao nhiêu trong số các bạn ở đây bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn là gì ạ là từ ngày hôm nay trở đi thì mình sẽ là người làm sao đánh thức được cái kho tàng đó mình sẽ sở hữu cái chìa khóa và mình mở toang cánh cửa đó để làm sao cho điều vĩ đại được bộc lộ ra khỏi cuộc sống của bản thân mình ạ từ cá nhân bạn để bộc lộ ra bên ngoài để chúng ta có thể mang đến điều tốt đẹp để cho thế giới thì hãy hãy như Albert Einstein hãy như Albert Einstein đó là gì ạ là luôn cảm thấy biết ơn trong từng khoảnh khắc với tất cả là gì ạ? là thế giới bên trong thế giới bên ngoài với những con người đang hiện diện đang sống và đã đã khuất thì làm sao thì mình luôn luôn cảm thấy biết ơn cái điều đó phủ ngập cái tâm trí của mình với lòng biết ơn trong cuộc sống của mình mỗi giây mỗi phút thì lúc đó chúng ta sẽ khai mở được cái tiềm năng đó đúng không ạ và thì câu hỏi được ra là thế thì tại sao ai trong số các bạn ở đây muốn khai mở được cái tiềm năng đấy và ai trong số các bạn ở đây đã sẵn sàng cho cuộc sống phi thường của mình ai trong số các bạn ở đây đã sẵn sàng để tạo ra cái điều vĩ đại ở trong cuộc sống của bạn và sẽ có được nhiều hơn nhiều hơn tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng đúng không? gia đình của bạn, con cái của bạn, những người thân của bạn, công việc của bạn, mối quan hệ của bạn, sức khỏe của bạn, cuộc sống của bạn, sứ mệnh của bạn, tầm nhìn của bạn, tất cả mọi thứ làm sao là thay đổi hoàn toàn tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ. Vì sao bởi vì bên chúng ta là một cái điều phi thường, là một điều phi thường, điều vĩ đại và chúng ta cần phải làm sao, cần phải tin tưởng về điều đó. Nhưng hãy hiểu rằng là gì? chúng ta chúng ta sẽ chỉ có thể khai mở được cái tiềm năng vô hạn đó khi chúng ta có được cái lòng biết ơn thực sự cũng giống như hàng ngày Albert, hàng, hàng trăm lần mỗi ngày hàng trăm lần mỗi ngày hàng trăm lần mỗi ngày Einstein luôn luôn làm sao nói và thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tất cả những người làm sao đã và làm sao đang sống ở trong thời điểm hiện tại và cả trước đây trong quá khứ và và trong thời điểm hiện tại Ok ạ thế thì câu hỏi đặt ra là thế thì tại sao mà trong cuộc sống của chúng ta đó thì nhiều người lại không biết ơn tại sao mà đôi khi tôi cũng hiểu được về lòng biết ơn đó nhưng tại sao tôi lại không thể hiện được lòng biết ơn trong từng giây từng phút ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày thì ở đây có một cái uh, một cái vấn đề là liên quan đến cái cơ chế làm việc của tâm của chúng ta thì các bạn biết là trong cuộc sống này thì nó không chỉ có một bởi vì vũ trụ là cân bằng vũ trụ là đa dạng đúng không ạ cái đặc thù của tự nhiên đó là sự đa dạng ờ, trong tự nhiên này không chỉ có một thứ duy nhất mà nó có rất là nhiều thứ đó các bạn này đúng không ví dụ như các bạn vào rừng đi các bạn vào một cái một cái khu rừng thì các bạn sẽ thấy là ở đó nó không có một cái cây mà ở đó có rất là nhiều cây đúng không ạ có cây cao cây tầng cao có cây tầng trung có cây tầng thấp đúng không ạ có cây thân gỗ thẳng đứng có cây làm sao bám cây leo lên và có cây mọc ở trên một cái cây khác rồi có cây làm sao thì mọc lan ở trên bề mặt có cây thì làm sao lại đào sâu xuống dưới và chui sâu xuống bên dưới dưới lòng dưới mặt đất làm sao mà tất cả mọi thứ nó tồn tại thành một cái một cái hệ sinh thái rất là đa dạng và và tâm trí của chúng ta cũng vậy tâm trí của chúng ta cũng vậy, bên trong tâm chúng ta là rất là nhiều suy nghĩ. Bên trong tâm chúng ta cũng là rất là nhiều hạt giống và rất là nhiều cái cái dòng chảy tư duy khác nhau liên tục liên tục liên tục ở trong tâm của chúng ta. Và cái dòng chảy đấy thì nó được hình thành bởi cái gì? Hình thành bởi nhân quả, hình thành bởi những cái gì chúng ta đã gieo, những cái gì xảy ra ở bên ngoài, những cái gì xảy ra ở bên trong. Thì liên tục liên tục trong cái dòng chảy suy nghĩ đó đó thì Uh, biểu hiện ra ở dưới góc độ khoa học vậy thì các nhà khoa học đã đo và thống kê là gì ạ? là mỗi một ngày thì bạn sẽ có tầm khoảng là gì ạ? sẽ phát ra tầm khoảng là hơn 60.000 suy nghĩ trong một ngày <laughs> các bạn hình dung là gì ạ? mỗi một ngày trôi qua thì từ bên trong tâm của chúng ta phát ra bên ngoài đâu đó tầm khoảng hơn 60.000 suy nghĩ thế đấy là những cái thông tin khoa học của những cái người những nhà khoa học mà người ta người ta làm những cái thí nghiệm đo đạc các thứ và người ta tổng kết được cái điều đấy thì trong hơn 60.000 suy nghĩ đấy thì nó các bạn thấy rằng là do cái tính đa dạng của tự nhiên đấy thì trong hơn 60.000 suy nghĩ đó có thể có cái suy nghĩ về lòng biết ơn có thể có suy nghĩ về yêu thương nhưng bên trong đó cũng sẽ có những suy nghĩ về uh, buồn chán có suy nghĩ về đau khổ có suy nghĩ về thất vọng có những suy nghĩ về lo lắng có những suy nghĩ về giận dữ có những suy nghĩ về sợ hãi và có những suy nghĩ về vui vẻ rồi bình an rồi hạnh phúc rồi biết ơn rồi yêu thương rất là nhiều thứ đúng không các bạn hình dung và tất cả những thế cái đó bình thường ấy thì nó sẽ đan xen với nhau và nó tỏa ra bên ngoài và tùy theo cái tỷ trọng của cái dòng suy nghĩ đó thuộc cái nhóm nào nó nhiều hơn thì nó sẽ làm sao bắt đầu định hình lên cái cuộc sống của bạn và nó sẽ dẫn dòng cái cuộc sống của bạn đi theo cái dòng chảy suy nghĩ mà nó nổi trội ở trong đó các bạn hình dung không ạ và, và có một điều đặc biệt đó là gì ạ? là phần lớn chúng ta khi mà chúng ta sinh ra đó thì chúng ta lại không được sinh ra ở trong một cái môi trường mà xung quanh bạn đó là giàu có đó là sung túc đó là bình an mà chúng lại sinh ra ở trong một cái môi trường đôi khi phải đối mặt với khó khăn rất là nhiều và đặc biệt nữa là gì ạ? là có rất là nhiều cái sự tiêu cực ở bên trong cái cuộc sống của ở uh, trong cuộc sống xung quanh của bạn đúng không ạ bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy là À, khi mình lớn lên đấy thì môi trường xung quanh từ bố mẹ từ gia đình từ anh chị em từ họ hàng làng xóm à, từ rất là nhiều những người xung quanh thì cái biểu hiện của sự tiêu cực nó nhiều hơn cái biểu hiện của sự tích cực ở trong cái cái môi trường sống mà bạn sinh ra và lớn lên ạ các bạn có để ý thấy điều đấy không ạ? Đây là phần lớn chúng ta là đang bị làm sao là à, những cái xã hội mà tiên tiến đấy những cái xã hội ở à, những cái đất nước văn minh ấy, thì thì cái tỷ trọng của các cái dòng năng lượng tích cực ở trong tâm trí của những người những thành viên ở trong đó sẽ sẽ chiếm chủ đạo nhiều hơn là so với cái điều tiêu tiêu cực đó thì uh, thì đấy là biểu hiện đấy là biểu hiện của tự nhiên của môi trường sống ở xung quanh nhưng bây giờ ấy, thì chúng ta ý thức được là ạ là uh, tôi không tôi rất là khó uh, hoặc là chưa thể hoặc không thể thay đổi cái môi trường ở bên ngoài nhưng tôi có thể thay đổi cái gì ạ tôi thay đổi được cái môi trường bên trong của tôi và tôi bắt đầu thiết lập cái ý thức và tôi bắt đầu quan sát thấy là gì? cái gì đang diễn ra trong tâm trí của tôi nó là cái tích cực hay nó là tiêu cực từ đầu hành trình đến bây giờ hôm nay đã, đã là ngày thứ 20 và chúng ta đang được học phương pháp thứ 19. thì các bạn đã thấy rằng là gì ạ? Là có rất là nhiều, ít nhiều chúng ta đã được học về uh, khả năng, uh, uh, chúng ta đã có ý thức về các cái suy nghĩ bên trong của chúng ta phải không ạ? và các bạn cũng đã được học cách thức để làm sao để thiết lập cái suy nghĩ mới à, và suy nghĩ mới ở đây là đó là gì ạ? là suy nghĩ về lòng biết ơn à, và cái tạo ra cái cảm xúc mới đó là cảm xúc uh, cảm xúc biết ơn ở bên bên trong tâm của chúng ta nhưng bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là rất nhiều những dòng chảy suy nghĩ khác ở bên trong tâm của bạn phải không ạ mọi người dung ạ và chính là những cái điều đó, đó thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy là thế giới cái cuộc sống chúng ta được chi phối rất là nhiều bị chi phối rất là nhiều bởi bởi những gì diễn ra trong tâm này và và có một cái đặc thù nữa của tâm đó là gì ạ là do đặc tính tự nhiên ấy, thì nó cứ chảy theo những cái gì mà nó đã được cài đặt và đôi khi làm sao nó bị chảy lệch hướng chảy lệch hướng ví dụ như rất nhiều bạn phản hồi cho tôi là gì ạ là thầy ngọc ơi à, em thấy là suốt ngày em có những suy nghĩ tiêu cực và em không thể nào thoát ra được khỏi những suy nghĩ tiêu cực để em cố gắng là em đã đã nương lại đã làm sao đã rất là tập trung vào suy nghĩ tích cực nhưng nó chỉ chỉ có thể diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó em lại bị chìm ở trong suy nghĩ tiêu cực em không thể nào rút ra được khỏi suy nghĩ tiêu cực và cuộc sống của em đang rất là uh, rất là khó khăn đang rất là căng thẳng thì bây giờ có cách nào hay không đó thì bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy là cái 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 dòng tư duy bên trong của của bạn đấy là nó cũng đang bị chi phối bởi cái sự tiêu cực ở uh, phần lớn là bởi sự tiêu cực và và bạn gặp khó khăn trong cái việc là gì ạ là đưa cái tâm của bạn quay trở lại và tập trung vào cái điều bạn muốn tức là gì là làm thế nào đó để tập trung để giữ được cái tâm của mình tập trung vào cái điều mình muốn ok mà thế đây là đây là một cái điều vô cùng quan trọng thì chúng ta biết được là gì là cuộc sống của bạn sẽ sẽ là đi theo cái hướng mà cái dòng tâm nổi trội của bạn nó sẽ nó sẽ chiếm uh, quyết định ở đó đúng không thì thay vì để cho cái dòng tâm tiêu cực nó cứ tự nhiên tự nhiên tự nhiên nó phát triển thì bây giờ bây giờ bạn hãy thiết lập bạn hãy thiết lập cái dòng tâm ở đây là gì ạ là những dòng tâm tích cực đó là gì ạ là cái dòng tâm về lòng biết ơn cũng giống giống như Albert Einstein Albert Einstein có nói rằng là gì ạ là hàng trăm lần mỗi ngày thì tôi đều nói lời cảm ơn tôi đều thể hiện lòng cảm ơn sâu sắc của tôi đến tất cả những con người làm sao là uh, đã sống và đã khuất ở vì cái sự đóng góp của họ vì sức lao động của họ vì những giá trị họ mang lại đúng không ạ và vì vậy cho nên là gì là chúng ta hãy làm sao để hàng trăm lần mỗi ngày chúng ta cũng sẽ luôn luôn giữ được ý niệm là gì về lòng biết ơn giống như Albert Einstein đã làm được thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào <laughs> làm thế nào để tôi luôn luôn duy trì được cái suy nghĩ về lòng biết ơn đúng và làm thế nào để mà cái suy nghĩ về lòng biết ơn nó trở thành suy nghĩ chủ đạo nó là suy nghĩ thường trực ở trong tâm của tôi để đến một cái lúc nào đó mà tôi không còn phải cố gắng nữa tôi không cần phải nỗ lực nữa nhưng nó là một cái điều hiển nhiên điều thường trực và nó trở thành con người của tôi đúng không ạ ai trong số các bạn ở đây muốn là mình có thể làm được cái điều đó <laughs> ok và đây là một cái cuộc gọi là cuộc chiến làm sao là là chuyển chuyển dòng đúng không? Chuyển dòng thay vì mình chạy theo cái hướng tiêu cực trước đây thì bây giờ làm sao là mình chuyển sang cái hướng là dạng là tích cực và mình giữ mình ở trong đó và mình đi trong cái dòng chảy của cái lòng biết ơn. Đúng không ạ? thì ai ai muốn làm được cái điều này thì comment comment <laughs> Làm thế nào để sự biết ơn trở thành con người của mình, trở thành cuộc sống của mình, trở thành phong cách sống của mình và và phép màu luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Và các bạn thấy rằng là gì ạ? Là tại sao Einstein lại có thể trở thành vĩ đại như thế. Nếu như ai đó đã đọc tiểu sử về Einstein ấy, thì chúng ta đều biết là gì ạ? Là Einstein là một người làm sao là khi ông còn nhỏ đấy thì ông không hề xuất sắc, không có ai nói rằng là gì ạ, là tuổi thơ của Einstein uh, là một cái con, con người rất là xuất sắc, chỉ có Edison thôi. Thomas Edison thì mới thể hiện là cái sự thiên tài khi còn nhỏ. Nhưng mà nếu như nói về Einstein thì chúng ta sẽ thấy là khi mà ông còn nhỏ thì ông là một cái người chậm hiểu, được đánh giá là một người chậm hiểu. Và ông ấy làm khi mà ông lớn lên, ông ấy làm sao? Ông lớn lên thì ông làm việc ở trong một cái vị trí cũng rất là bình thường nhưng mà cứ càng ngày càng ngày càng ngày thì mọi người lại càng ngạc nhiên bởi vì một cái một cái người cán bộ uh, làm ở trong cái bộ phận là diện là nghiên cứu uh, thì cứ mỗi một càng ngày làm sao ông lại càng ra những cái bản báo cáo mới ông lại càng ra những cái suy nghĩ mới ông lại càng ra được những cái uh, những cái phát minh mới và khiến cho thế giới càng ngày càng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và mọi người chỉ nhìn thấy là gì ạ, oh Einstein là một thiên tài nhưng không ai biết được là <laughs> Trong quá trình đó thì mỗi một ngày Einstein nuôi dưỡng lòng biết ơn của mình. Và chính là cái việc mà Einstein nuôi dưỡng lòng biết ơn của mình đã làm sao? Nó là cái nền tảng để thắp sáng cái tài năng của Einstein. Mọi người hình dung ạ. Thế thì chúng ta hãy làm thế nào đó để chúng ta duy trì nuôi dưỡng lòng biết ơn của mình và từ đó chúng ta thắp sáng cái tài năng của mình. Chúng ta giải phóng được, đánh thức và giải phóng được cái điều vĩ đại, cái điều phi thường bên trong con người của chúng ta. Thì ở đây là làm sao để làm được cái điều đó thì với những ai mà mới trên hành trình thì nó đòi hỏi là gì là chúng ta phải có một cái một cái năng lực để làm chủ tâm à, và đây là một cái điều rất là quan trọng rất là nhiều người khi uh, khi muốn bắt đầu ấy, thì mọi người chỉ đơn giản là à tôi muốn vận dụng luật hấp dẫn nhưng mà trong cái hành trình này chúng ta sẽ nhìn thấy là chìa khóa để vận dụng được luật hấp dẫn đó là chúng ta phát triển năng lực làm chủ tâm các bạn làm sao à, các bạn comment là gì là chìa khóa là mình cần phải phát triển năng lực làm chủ tâm và đó là lý do vì sao mà tôi có thực hiện cái chương trình vào buổi sớm hơn của cái giờ này đó là gì ạ là vào lúc 4 giờ 30 sáng vào các buổi sáng hàng ngày thì có những người bạn có những cái uh, có những người đồng hành làm sao cùng với chúng tôi làm sao dậy từ 4 giờ và sau đó chuẩn bị vào cái ca là diện là 4 giờ 30 cho đến 5 giờ 15 thì chúng tôi cùng ngồi để thực hành thiền của mỗi nhau thì thông qua việc thực hành thiền đó nó giúp cho chúng ta làm sao là có khả năng định tâm và, và giúp cho chúng ta có thể làm chủ tâm và khi chúng ta làm chủ tâm thì chúng ta có khả năng điều hướng cái dòng suy nghĩ của mình đi vào cái trường năng lượng mà chúng ta muốn uh, nhập dòng vào đó và cái trường năng lượng ở đây đó là trường năng lượng làm sao là biết ơn ok mà <laughs> thế thì Uh, nhưng mà đấy là gì ạ? với những người về dài hạn ấy về dài hạn thì chúng ta chúng ta cần phải thực hành thiền và tôi rất là khuyến khích các bạn dậy sớm cùng với tôi vào lúc 4 giờ 30 để chúng ta cùng mỗi một ngày tầm khoảng 45 phút thôi nhưng mà duy trì đều đặn cái thời gian uh, sau một khoảng thời gian thì chúng ta sẽ thấy cái năng lực làm chủ tâm chúng ta lên rất là mạnh mẽ và sau đó thì chúng ta có năng lực để loại bỏ được những hạt giống xấu ở bên trong tâm của mình uh, nhưng nhưng mà làm sao để cho cái điều đó có phải là ngày nào tôi cũng uh, có thể dậy được vào 4 giờ 30 không thì giai đoạn đầu tiên là rất khó nhưng uh, nhưng bạn có thể làm ngay ngày hôm nay bạn có bạn có thể làm ngay ngày hôm nay các bạn ạ <laughs> ngay ngày hôm nay chúng ta có thể làm được cái điều đó và các bạn chưa cần phải dậy sớm <laughs> vào 4 giờ 30 và có một cái phương pháp để chúng ta có thể phủ ngập cái lòng biết ơn của mình trong xuyên suốt cả một ngày không có rời một giây phút nào của ai trong số các bạn ở đây ai à, trong số các bạn ở đây muốn là gì dạ, là làm chủ được cái phương pháp này để chúng ta có thể thực hành thì đây là một cái phương pháp vô cùng giá trị nó, nó đơn giản và và nó giúp cho tất cả mọi người có thể thực hành được và đây chính là gì dạ, là phương pháp của ngày hôm nay đó là phương pháp gì dạ, phương pháp bước chân nhiệm màu bước chân nhiệm màu đó à, các bạn hỏi là có uh, thực hành vào buổi tối hay không À, có thực hành thiền vào buổi tối không? thì à, vào buổi tối cũng có nhưng mà buổi tối thì tôi muốn là dành thời gian cho gia đình, cho những người thân của mình. chính vì vậy cho nên là chị là à, các bạn hình dung là chúng ta sẽ phải cân bằng giữa cái bên trong và cái bên ngoài giữa cái à, xã hội cộng đồng và giữa cái riêng tư đúng không ạ? vì vậy cho nên là buổi tối thường thì tôi hay hay dành thời gian uh, cho cho vợ, cho con, cho những người, cho những việc ở trong gia đình thế còn buổi uh, buổi sáng sớm ấy thì khi mà mọi người ở trong gia đình của tôi thì làm sao có người thì uh, làm việc này có người làm việc kia thì tôi dành cái thời gian buổi sáng sớm của tôi để làm sao để tôi có thể tương tác với các bạn uh, chia sẻ những cái giá trị của mình cho cho mọi người ở bên ngoài đó thì các bạn hình dung là tôi cần đấy là cách thức mà tôi cân bằng giữa cái bên trong và cái bên ngoài <laughs> ok thế thì buổi sáng ấy uh, cái phương pháp ngày hôm nay của chúng ta đó là gì là phương pháp bước chân nhiệm màu để chúng ta có thể thiết lập được lòng biết ơn trong từng cái nhịp thở của mình, trong từng cái bước đi của mình và trong từng khoảnh khắc của thời gian. Đó, thì cách thức để chúng ta thực hành đó là gì? Là với mỗi một cái bước đi, các bạn hình dung là như thế này. Với mỗi một cái bước đi, thì một chân, một chân của các bạn à, khoe các bạn luôn. Hôm nay tôi mặc cái áo ạ Hero người hùng. Và <laughs> nếu như nếu như ai chưa có sách Hero thì có thể vào thêm minh book để đặt nha Ok, hello người hùng, <laughs> hãy hãy trở thành người hùng, đúng không ạ? Trong cuộc sống của bạn. Uh, ok, <laughs> thì thì mỗi một uh, buổi sáng khi mà chúng ta tỉnh dậy á, thì có một cái điều như thế này, các bạn có thể nằm nệm uh, ở dưới sàn hoặc là nằm giường, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta, ví dụ như khi mà tôi ngồi dậy vào buổi sáng, thì trong buổi học trước, ấy, trong cái phương pháp trước, ấy, thì các bạn đã được học cái phương pháp là gì? Là buổi sáng nhiệm màu rồi phải không ạ? thì phương pháp buổi sáng nhiệm màu là như thế nào là khi mà chúng ta vừa mới tỉnh dậy thì bắt đầu có ý thức thì mình hãy làm sao ý thức được là gì à, mình đang còn sống và thứ hai nữa là mình ý thức được là gì là mình đang có khả năng suy nghĩ và ý thức được là mọi người xung quanh những người thân rồi cái môi trường căn nhà của mình tất cả mọi thứ xung quanh nó đang hiện diện đó và mình thể hiện cái lòng biết ơn với cái điều đó và sau khi thiết lập được ý thức đó thì bảo có thể ngồi dậy và sau đó hai chân bắt đầu đặt xuống nó bắt đầu đặt xuống sàn và khi đặt xuống sàn cảm nhận thấy cái sàn nhà thì bạn bắt đầu làm sao thiết lập là gì suy nghĩ là gì cảm ơn và sau đó bạn có thể đứng dậy đúng không ạ sau đó bạn có thể đứng dậy và khi bạn đứng dậy như vậy thì một cái bước chân bạn chạm xuống sàn và nói là cảm ơn một bước chân nữa các bạn đặt xuống sàn các bạn nói là cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cứ bước đi một bước thì trong tâm làm sao là nói là cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, đúng không? ạ? và bằng cách như vậy thì ở uh, trong cái buổi sáng thì các bạn có được là diện là thiết lập được cái dòng suy nghĩ về biết ơn, về cảm ơn liên tục, liên tục, liên tục ở bên trong tâm của chúng ta và điều đặc biệt nữa là ạ? là chúng ta hãy duy trì cái việc đó. các bạn có thể đi lên uh, cầu thang, đi xuống, uh, đi lên, đi xuống, đi từ phòng này sang phòng khác và trong lúc đi như vậy thì bạn cứ nói cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn ok mà các bạn nắm được cái cái chìa khóa đây chưa thì thì cứ một chân bước đi thì mình lại nói cảm ơn một chân bước đi mình lại nói cảm ơn và và chúng ta sẽ uh, khi chúng ta nói như vậy một cách liên tục liên tục liên tục liên tục đâu đó tầm khoảng 100 lần trở lên trở lên các bạn ạ thì trong tâm của chúng ta sẽ thiết lập được một cái trạng thái cảm xúc mới và cảm xúc đấy nó rất tuyệt vời hơn bình thường các bạn ạ <laughs> Và nếu như nếu như bạn có thể đang căng thẳng với cái này căng thẳng với cái kia thì làm sao thì thì nó sẽ giúp cho bạn giải tỏa đi cái sự căng thẳng giải phóng đi cái sự sợ hãi tất cả những cái lo lắng các thứ sẽ được giải tỏa ok ạ <laughs> và nó sẽ tạo ra cảm xúc mới cảm xúc này rất là tích cực rất là Ờ, bình an rất là nó có một cái joy, có một cái niềm vui cứ lâng 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 lâng. Thì sao? Chúng ta cứ bước đi, đâu đó tầm khoảng trên 100 bước thì các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận thấy được cái điều này. Nhưng mà khi mà các bạn bước đi ấy, thì thì các bạn không không cần phải làm sao. Rồi cảm ơn bước thứ nhất, cảm ơn, bước thứ hai, cảm ơn, bước thứ ba, cảm ơn bước thứ tư. Khi mà đi như vậy đó các bạn. <laughs> ok. Khi các bạn đi như vậy á thì đôi khi các bạn sẽ bị quên đúng không? Các bạn đếm là gì dạ? là cảm ơn xong rồi <laughs> bao nhiêu gì nhỉ? sau này kịp. Thì các bạn cứ ước lượng là gì dạ? đâu đó tầm khoảng theo theo uh, thống kê ấy, thì người ta đo là khi mà chúng ta bước đi trong với bước đi vận tốc trung bình ấy, tầm khoảng 90 giây thì chúng ta sẽ đi bước đi được tầm khoảng trăm bước. Thì bạn cứ bước đi, cứ bước đi, cứ bước đi miễn là sao là các bạn bước ít nhất trong vòng là gì dạ? là nói lời cảm ơn ít nhất trong vòng là 90 giây giống như thế. Thì các bạn sẽ đạt được cái mức là cái cái mức độ là gì? là trên 100 bước và và trong quá trình trong 100 bước như vậy thì cứ cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn và có thể nói ra thành bằng lời và bạn đưa cái ý thức của mình vào trong cái hành động và bằng cách đó các bạn tụ được các bạn đây là gì các bạn tụ được cái tâm của mình trong cái lời cảm ơn và đây là cách thức để làm sao để đưa tâm quay trở lại đưa tâm quay trở lại với với những ai mà chưa thực hành thiền quen ấy, thì tâm sẽ dễ bị lang thang và nó sẽ không không dễ tập trung được như thế nhưng nhưng với phương pháp này thì các bạn sẽ giúp cho tâm của mình nó tập trung dễ hơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cứ một bước chân thì một câu nói cảm ơn một bước chân một câu nói cảm ơn và bạn có thể áp dụng cái điều đó đó trong làm sao ạ là trong suốt suốt cả một ngày của bạn không không nhất thiết là bạn phải nói là gì ồ oh, hôm nay rồi bây giờ uh, tôi sẽ đi 100 100 bước để tôi thể hiện nó lòng cảm ơn mà bạn sẽ dần dần hình thành như một thói quen đi từ uh, nếu như không phải nói chuyện với ai đang không phải gì cả thì bạn sẽ bắt đầu làm sao thiết lập là là tôi sẽ đi trong cái lòng cảm ơn bằng cách làm sao một bước chân đi cảm nhận uh, chạm sàn cảm ơn một bước chân đi cảm ơn một bước chân đi cảm ơn một bước chân đi cảm ơn nếu như bạn đi làm chẳng hạn nếu như bạn đi uh, nghe nói là bây giờ ở ngoài Hà Nội tàu điện cũng đã rất là uh, đã, đã đã hoạt động rồi phải không ạ thì bạn có thể đi từ nhà mình đi ra khi ga tàu điện thì trong cái hành trình đi từ nhà đi ra tàu điện các bạn có thể nói cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn hoặc là nếu như bạn đi ra điểm đón service thì các bạn cũng làm sao đi trong cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn hoặc là nếu như bạn đi ví dụ như các bạn đi làm đi chẳng hạn các bạn đi xe hơi hoặc các bạn đi xe máy và đến câu uh, đến cơ quan đến công ty các bạn sẽ phải đậu xe ở đó thì lúc mà các bạn để xe xong và các bạn đi từ cái nhà để xe đến cái nơi làm việc của bạn thì bạn cũng làm trọng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Bạn có thể vừa đi vừa nói hoặc là uh, nếu các bạn ngại là ai đó xung quanh bạn bảo là gì, oh, trời ơi cái người này người ta nói cái gì đấy trong hơi kỳ kỳ đúng không Thì bạn có thể đi trong cái ý thức tập trung vào cái lòng biết ơn và các bạn tự nhầm ở trong tâm của mình. Thì các bạn có thể thể hiện nó lòng cảm ơn. Và các bạn uh, có thể làm sao là bước đi cầu thang đi lên cầu thang bạn nói cảm ơn đi xuống cầu thang bạn cũng nói cảm ơn rồi nếu như bạn mà ở ở uh, bạn nào mà làm uh, làm đồng ruộng ấy thì các bạn hoặc là các bạn ra ngoài ruộng hoặc là các bạn uh, các bạn đi ra dãy thì làm sao cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn hôm vừa rồi, rồi hôm vừa rồi, rồi thì làm sao thì tôi uh, tôi có lên trên bùm và tôi đến để làm sao là nhận cái uh, cái khu uh, một cái khu đất mà nơi đó đó uh, tin vui Uh, tôi cũng chia sẻ với bạn rồi phải bạn thì chúng tôi có một cái lô đất để làm sao để sắp tới thì chúng tôi sẽ cải uh, tạo lô đất đó và và dùng cái lô đất đấy có thể làm sao trở thành một cái trung tâm mà uh, sau này thì chúng ta có thể uh, về đó để học bởi sao bởi vì tôi muốn là xây dựng thành một cái nơi mà nó rất là thiên nhiên và và mọi người có thể tha, tha hồ là tiện là enjoy ở trong đó <laughs> thì thì tôi có dẫn người người quen à người người thân trong gia đình của tôi làm sao đến đấy để thăm và để xem ấy thì làm sao nó nó rất là rộng các bạn nó rất là rộng và chỉ riêng đi đi vòng quanh chỗ đó thôi cũng đã hết cả tiếng đồng hồ rồi thì các bạn gây hình dung là gì ạ là mình có thể đi ở trong đó và mình cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn, cảm ơn. và cứ đi là gì ạ là cảm ơn cảm ơn cảm ơn thì bạn có thể thấy rằng là gì trong công việc của bạn trong công việc của bạn hay trong cuộc sống ở trong bất cứ một khoảnh khắc nào thì bạn đều có thể làm sao thiết lập được cái điều đó và bằng cách đó thì trong cuộc sống trong mỗi một ngày của bạn thì bạn sẽ làm sao nói cái lời cảm ơn hơn 100 lần đúng không ạ ít nhất là gì là hơn 100 lần đúng không ạ à, với với Albert Einstein thì làm sao thì ông nói là gì? hàng trăm lần mỗi một ngày thì bằng cái phương pháp như thế này thì bạn có thể thực hiện là dạng là hàng trăm lần thậm chí là hàng nghìn lần và và hôm đó thì chúng tôi đo ở trong cái cái khu ở trong cái cái, cái quá trình đi như vậy thì chúng tôi đo được là hơn 10.000 bước chân đó thì thì như vậy thì với mỗi một cái bước chân như vậy mà mình nói một lời cảm ơn mỗi bước chân mình nói một lời cảm ơn thì một ngày mình đã làm sao mình đã là nói lời cảm ơn hơn một ngàn lần rồi à, hơn mười ngàn lần rồi phải bạn ạ ok mà <laughs> thì như vậy thì nó sẽ làm sao bằng cái phương pháp như thế này nó sẽ giúp cho bạn thiết lập được cái ý thức về lòng biết ơn và đưa cái dòng suy nghĩ cảm xúc về lòng biết ơn trở thành một cái dòng chảy lập dạo là nổi trội ở bên trong tâm trí của bạn và trong 60.000 suy nghĩ được phát ra thì trong đó chiếm một lượng rất lớn rất lớn rất lớn đó chính là gì đó là lòng biết ơn thì bằng cách đó chúng ta dịch chuyển đúng không ạ chúng ta thay đổi cái trường năng lượng bên trong tâm của mình chúng ta thay đổi cái tần số năng lượng mà chúng ta đã phát ra và chính bằng cách đó chúng ta đã làm dịch chuyển cái cấu trúc dòng chảy cuộc sống của bạn sang một cái dòng chảy làm sao phép màu dòng chảy nhiệm màu hơn và bằng cách đó chúng ta thay đổi được cuộc sống của mình thì hãy làm sao ạ <laughs> hãy hãy uh, luôn luôn duy trì và nuôi dưỡng lòng biết ơn trong cuộc sống của bạn và bằng cách là diện là phương pháp bằng cái phương pháp rất là đơn giản ai trong số các bạn ở đây Uh, ai trong số các bạn ở đây là là thấy là cái phương pháp này là mình có thể áp dụng được ạ <laughs> <Có ai? cười> mình mình có thể vừa đi vừa nói ra cũng được còn nếu không thì bạn lầm nhầm lầm nhầm miệng hoặc nếu không thì bạn cứ đi yên lặng nhưng mà trong tâm thiết lập cái ý thức là gì ạ? là cảm, cảm, ơn đúng không bạn bạn ý thức ở trong tâm bạn ý thức ở trong tâm nhưng rất là focus rất là tập trung vào thì khi đó đó thì bạn sẽ duy trì được cái 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 lòng biết ơn ở bên trong tâm của mình trong mọi việc bạn làm trong từng cái giây phút mà nó trôi qua như thế thì từ 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 thì cái lòng biết ơn sẽ trở thành làm sao trở thành nền tảng suy nghĩ cho cuộc sống của bạn ok không ạ và và bằng cách đó thì nó bắt đầu nuôi dưỡng những cái phẩm chất khác chúng ta còn cần rất là nhiều phẩm chất khác cho cuộc sống của mình nhưng hãy hiểu là gì ạ? là những phẩm chất khác từ trí tuệ từ sức khỏe từ Uh, khả năng quản lý cảm xúc của mình từ rất là nhiều yếu tố khác thì nó được nuôi dưỡng bằng là gì? Dạ, bằng năng lượng biết ơn. Thế chính là Einstein đã nuôi dưỡng các cái phẩm chất đấy của mình bằng năng lượng lòng biết ơn. Chính vì vậy cho nên là Einstein có thể làm sao phát triển được cái trí tuệ của mình lên được mức độ vô cùng vô, vô cùng tuyệt vời và trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20 là là vì như thế. Thì chúng ta hãy học và chúng ta hãy thực hành. Uh, theo Einstein và chúng ta có thể làm sao đánh thức được cái tiềm năng vô hạn bên trong con người của mình thì đấy là cái phương pháp ngày hôm nay là phương pháp làm sao bước chân nhiệm màu các bạn đã nắm được chưa? đó uh, uh, các bạn đã nắm được cái phương pháp ở đây chưa? Thì, thì đây là một cách thức để chúng ta rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Uh, thì chúc cho các bạn là sẽ làm chủ được tâm của mình và chúc cho các bạn sẽ phủ ngập cuộc sống của mình bằng năng lượng lòng biết ơn và cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành phép màu và bài, bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có ba phần bài tập bài tập thứ nhất ấy là chúng ta vẫn làm sao viết ra 10 điều vui vẻ và biết ơn và sau đó viết ra chi tiết tại sao chúng ta lại biết ơn những cái điều đó và sau đó chúng ta đọc lại danh sách và chúng ta nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn với cái danh sách mà mình vừa vừa viết ra và bài tập thứ hai đó là gì ạ? là thực hành bắt đầu thực hành là bước chân nhiệm màu và các bạn có thể bấm bấm giờ ở đây tại sao lại là là 90 phút à 90 giây thì thông thường ấy thì như lúc nãy thì uh, tôi có chia sẻ đó là gì là nếu như mà chúng ta vừa đi vừa đếm để đủ 100 bước ấy, uh, ban đầu thì các bạn cứ làm sao được 100 bước là được đấy còn dần dần chúng ta tăng lên 100 bước rồi 500 bước rồi 1.000 bước rồi cả ngày chúng ta uh, sống với lòng biết ơn nhưng ban đầu thì chúng ta hãy làm sao để ít nhất trong ngày hôm nay đạt được là 100 bước thì thông thường ấy thì người ta thống kê là diện là sẽ tầm khoảng là 90 giây thì sẽ đạt được là 100 bước nếu như bạn bước đi bình thường ở tốc độ bình thường ấy, thì các bạn có thể để cái đồng hồ của bạn là diện là một phút 30 giây một phút 30 giây các bạn ha các bạn để đồng hồ là một phút 30 giây tương ứng là với 90 giây và sau đó bạn cầm à, bạn bấm cho nó chạy và trong khoảng thời gian chạy như này thì bạn cứ tập trung cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và bao giờ nghe thấy đồng hồ nó reng 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 lên thì có nghĩa là gì ạ? Là mình đã đi được hết 90 giây rồi. Và tương ứng như vậy thì mình cũng đã đạt được tầm khoảng là 100 bước. Còn nếu như bạn thích thì bạn có thể tiếp tục lại reset cái này lại làm một lượt nữa là 90 giây. Thì tôi tin là trong trong ngày ấy thì không có ai dù bận rộn đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng chắc chắn là phải sắp xếp được là dạy cho mình 90 giây để chúng ta thực hành cái điều này phải không ạ Ok không ạ đó thì đấy chính là cái cái cách thức để chúng ta thực hành và sau đó vào buổi tối trước khi đi ngủ thì các bạn nhớ là dạy là cầm hòn đá nhiệm màu ở trên tay và sau đó làm sao lại giả soát lại những cái điều mà nó đã diễn ra trong ngày của bạn và tập trung vào những cái điều tốt đẹp nhất đã diễn ra trong ngày và sau đó các bạn làm sao cảm ơn cảm ơn với những điều tốt đẹp đã diễn ra trong ngày của bạn thì, thì bằng cách đó chúng ta sẽ phủ ngập trong ngày chúng ta là trường năng lượng biết ơn Ok Thank you Cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn sẽ có một ngày nhiệm màu và chúc cho các bạn sẽ có được những bước chân nhiệm màu của mình và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài bài học ngày mai xin thân ái chào tạm biệt các bạn